Sáng 28 tháng 4, bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trại Cao, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng cho biết, phường vẫn đang phối hợp với lực lượng kiểm lâm tìm con chăn bị sổng chuồng khi được nuôi tại một hộ gia đình. Theo đó, con chăn này dài khoảng 1,5 mét, to bằng cổ tay, được nuôi bởi một gia đình ở ngõ 34 Hàng Kênh, phường Trại Cao. Gia đình này đã nuôi con chăn mà không báo chính quyền địa phương, đến khi con vật sổng chuồng vào hôm 27 tháng 4 mới trình báo. Theo nguồn tin, hiện con chăn đang trú ngụ quanh khu vực chợ con. Ủy ban Nhân dân phường Trại Cao đã phát đi thông báo để người dân và các hộ kinh doanh trong khu vực chợ được biết tình hình và có biện pháp phòng tránh để đảm bảo an toàn cho tài sản và tính mạng. Phó Chủ tịch phường Trại Cao cho biết, trước mắt lực lượng chức năng sẽ tập trung truy tìm, còn việc xử lý hộ gia đình tự nuôi nhốt con vật sẽ được tính đến sau.